Con xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta vào phần học hỏi giáo lý cộng đồng trước khi cử hành thánh lễ. Và chúng ta đang ở bí tích thứ hai liên quan đến các bí tích chữa lành. Và ngày hôm nay câu hỏi cho bí tích sức dầu bệnh nhân đó là: bí tích sức dầu được thực hiện qua những dấu chỉ nào? Thì như tất cả các bí tích khác thì thông thường sẽ có hai hình thức được làm cùng một lúc hay cử hành cùng một lúc, đó là hành vi và lời cầu nguyện. Hai điều này phải thực hiện trong cùng một thời gian hay cùng một thời điểm. Ví dụ như rửa tội thì khi mà vị chủ sự đổ nước thì ngay lúc bấy giờ cũng đọc công thức: tôi rửa cho con, rửa cháu gì gì đó, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì trong bí tích thêm sức cũng vậy, khi Đức Giám Mục sức dầu thánh lên trên trán của các thụ nhân đó, thì Ngài cũng sẽ đọc công thức để khi mà hai sự việc này cùng xảy ra cùng một lúc thì đó chính là gọi là được hiệu quả của bí tích. Thì trong bí tích sức dầu bệnh nhân cũng vậy, khi linh mục sức dầu thánh cho bệnh nhân hay là người lãnh nhận bí tích thì ngay lúc bấy giờ vị chủ sự này cũng sẽ đọc công thức: nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng nhân hậu của Chúa, xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ con. Và đồng thời sức dầu lên trên hai lòng bàn tay của bệnh nhân thì tiếp tục đọc lời cầu nguyện hay là đọc công thức để người giải thoát con khỏi tội lỗi và cứu chữa con và thương làm cho con được thuyên giảm. Thì đây là hình thức bên ngoài. Quay trở lại định nghĩa, thế nào là bí tích? Bí tích là dấu chỉ bên ngoài mà Thiên Chúa qua đó ban ơn bên trong. Thì như vậy chúng ta thấy là hai hành vi này phải đi cùng một thời điểm được cử hành. Vậy thì dầu được cử hành khi sức dầu bệnh nhân đó là dầu gì? Thứ nhất, đó là dầu ô liu, mà dầu này chỉ được làm phép vào ngày thứ năm tuần thánh do Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành. Do đó, thông thường một năm đó thì các giáo xứ hay các linh mục chánh xứ sẽ nhận dầu này về cho giáo xứ của mình. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, con lấy ví dụ khi đi đường đó mà gặp một người bị tai nạn gọi là thập tử nhất sinh, nguy tử đó, thì lúc bây giờ lấy dầu ở đâu ra? Thì nếu trong trường hợp mà thông thường đó, khi con học ở học viện đó thì cha giáo có dặn là đi đâu thì đi thì luôn luôn ở trong cái gọi là cái cặp của mình hay cái túi của mình đó để sẵn một cái lọ dầu xanh. Tại sao vậy? Bởi vì có thể thôi, mình gọi là có thể, khi mà mình gặp những người thập tử nhất sinh như vậy thì có thể sử dụng cái dầu đó làm phép và sức dầu cho họ. Tuy nhiên dầu ấy chỉ được phép làm một lần duy nhất mà thôi, sau đó tiêu hủy, thường là đốt đi hoặc là một cách nào đó để không còn lại. Thì như vậy thông thường thì dầu ô liu này được lấy từ dầu Đức Giám Mục cử hành vào ngày thứ năm tuần thánh. Còn trong trường hợp khẩn cấp thì được phép sử dụng những dầu thực vật, nói chung dầu thực vật, để có thể làm phép và sức dầu cho bệnh nhân hay những người nguy tử ấy. Nhưng cái dầu mà không phải là do Đức Giám Mục làm ngày thứ năm tuần thánh ấy thì chỉ được phép sử dụng một lần duy nhất trong trường hợp khẩn cấp đó mà thôi, còn lại tiêu hủy. Thừa tác viên của bí tích sức dầu là ai? Lần tuần trước con khi giải thích về công thức đó, cái cách thức để cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân thì con đã nói rồi. Chỉ có linh mục có năng quyền, con muốn nhấn mạnh chữ năng quyền. Tại sao? Bởi vì không có nghĩa rằng khi là linh mục thì có quyền ban phép giải tội. Tại sao? Bởi vì bí tích giải tội phải có một năng quyền mà do chính giám mục ban cho
thì mới được phép giải tội. Và như vậy khi ngay trong trường hợp khẩn cấp ấy hay là sức dầu bệnh nhân ấy, thì vị linh mục phải có năng quyền, bởi vì trong công thức cử hành bí tích giải bí tích sức dầu bệnh nhân có công thức xá giải, và như vậy phải có năng quyền thì mới có thể cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân được. Phó tế có được không? Phó tế có được không ạ? Không. Thì con vừa nói ngay cả linh mục không có năng quyền giải tội thì cũng không thể cử hành được nhé. Những ai được lãnh nhận bí tích sức dầu, tuần trước con cũng có nói là cứ hơi cảm mũi hắt hơi sổ mũi rồi mời cha đến sức dầu được không? Sức cái là đi ngay đó nha. Chúng ta để ý chuyện này. Những người đau yếu nặng, những người hấp hối, hoặc là những người mang những căn bệnh mà phải gọi là phải phẫu thuật, và cái cuộc phẫu thuật ấy có thể dẫn đến cái chết, thì có thể mời linh mục đến để sức dầu nha. Còn trong trường hợp thông thường mạnh khỏe hay là gọi là bị cảm hay bị gì đó thì không cần phải sức dầu nha. Chúng ta để ý điều này. Thì nói chung là những người thứ nhất nguy tử, thứ hai mắc bệnh nặng, thứ ba trước những cuộc phẫu thuật lớn hay nguy hiểm, hoặc là trong trường hợp những người đau yếu mà gọi là triền miên lâu dài đó, mà gọi là lúc thì bất gọi là lúc hôn mê lúc tỉnh lại, lúc hôn mê lúc tỉnh lại, thì có thể mời cha đến sức dầu. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ 32 của mùa thường niên. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta lời mời gọi hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức để chúng ta đón nhận những ân sủng của Thiên Chúa và nhận ra ân sủng ấy trong cuộc đời của mình. Và tỉnh thức để chúng ta biết sẵn sàng đón nhận ngày mà Thiên Chúa đến gõ cửa mỗi người chúng ta, gõ cửa tâm hồn, gõ cửa cuộc sống và gõ cửa để mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Xin cho chúng ta ý thức được điều này trong đời sống, để qua đó khi chúng ta biết tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta không hối tiếc khi Ngài đến và gọi chúng ta đi. Và cũng trong tình yêu của Ngài, chúng ta xin Chúa nâng đỡ để chúng ta biết tỉnh thức và luôn sẵn sàng để đồng thời
làm cho tất cả những điều mà chúng ta thực hiện vì danh Ngài được chính Ngài thương chấp nhận. Để cho những lời nguyện xin của chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài đón nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sông hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan.
Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức khôn ngoan thì Đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức khôn ngoan thì gặp Đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát Đức khôn ngoan thì Đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm Đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy Đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về Đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với Đức khôn ngoan thì Đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức khôn ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa. Chúa, Ngài là Chúa con tha, linh hồn con đã khao khát Chúa. Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tâm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài, bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Lạy Thiên Chúa, cầu khấn danh Ngài, lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Năm canh thầm thì với Ngài, quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hơn hở reo vui. Linh hồn con đã khao khát.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Alleluia, 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 alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, khi đọc bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, thì cái này con kể lại thôi. Có lẽ quý vị đã nghe và biết cha Mikaia Phạm Quang Hồng đúng không ạ? Con nghĩ có nhiều người biết. Cha kể là khi mà ngài ở chỗ Học viện Pio 10 Đà Lạt đó, thì có nhiều cha Tây dạy ở trong đó. Thì các cha đương nhiên thì cũng nói tiếng Việt, nhưng mà cũng gọi là cái phát âm nó cũng không có được giống như người Việt, giống như mình người Mỹ, ở bên Mỹ nhưng mà nói tiếng Mỹ nhưng mà phát âm không có được như người Mỹ. Thế thì cha kể là các cha Tây dâng lễ đó, khi đọc bài này này, thì có một cha đó dâng lễ là nước trời giống như chuyện 10 cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Rồi sau đó là nhìn cộng đoàn, rồi bắt đầu là hứng lên, bắt đầu đọc tiếp. Trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khốn nạn. Quý vị nghe cái chuyện của cha Phạm Quang Hồng đó, ngài kể như vậy đó. Thì lẽ tất nhiên ngài kể vui, con biết có thật hay không? Cũng có khi là có thật, tại vì nhiều khi cái phát âm như con vừa nói. Tuy nhiên, con muốn dựa vào câu chuyện ấy để nói với chúng ta trong bài chia sẻ ngày hôm nay. Nó có thể thật, nhưng cũng có thể là chỉ câu chuyện dựng lên. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống của mình, nhiều khi chúng ta cũng giống như 5 cô vừa khờ dại mà vừa khốn nạn. Tại sao vậy? Bởi vì, thứ nhất, trong đức tin của chúng ta đặt tất cả cuộc đời của mình trong sự quan phòng và phó thác vào Thiên Chúa. Nhưng rất nhiều khi trong đời sống ấy, chúng ta lại đi ngược lại với những gì mà Ngài dạy. Và đương nhiên, khi chúng ta nhìn vào khía cạnh này, chúng ta sẽ thấy là mình vừa khờ dại mà vừa khốn nạn nữa cơ. Điều thứ hai, chúng ta vừa nghe lời Chúa qua bài dụ ngôn, Đức Giêsu muốn nói gì? Điều đầu tiên như chúng ta vừa nghe ấy, như đầu lễ con thưa, cần phải có một sự tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây đối với Thiên Chúa, và tỉnh thức thứ hai là đối với tha nhân. Và trong sự tỉnh thức ấy, thì trong đời sống thiêng liêng của mình, đương nhiên là chúng ta phải tỉnh thức để chiến đấu. Chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với cám dỗ, chiến đấu với thế gian, chiến đấu với những gì mà mình không thuộc về nó. Bởi vì khi mình đã không thuộc về nó, thì nó sẽ càng cám dỗ mình để mình đi theo nó. Và khi đã đi theo nó, đương nhiên chúng ta cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa. Điều thứ hai, đó là khi chúng ta chiến đấu ấy là chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với những gì mà chúng ta dễ bị mắc lừa. Và nói theo khía cạnh xã hội học hay tâm lý học, khi chúng ta đối diện với những cuộc cãi vã hay những cơn tức giận, thường thì chúng ta sẽ phải làm gì đó để cho cái người đối diện hay là người đối đầu với mình đó phải thua cuộc. Và các nhà tâm lý thường khuyên chúng ta cái gì? Phải bình tĩnh. Bình tĩnh trước hết giúp cho chúng ta lấy lại sự tỉnh táo về ý thức của mình. Và điều thứ hai, khi chúng ta tỉnh táo thì chúng ta mới có thể nói chuyện một cách đàng hoàng và giải quyết vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và điều thứ ba đi kèm ở trong khía cạnh này, tức là chúng ta biết tôn trọng nhau. Lẽ tất nhiên khi Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mỗi người có một cá tính khác nhau, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng không có nghĩa rằng mỗi người là một thế giới riêng, mỗi người là một ốc đảo. Mà trong đó Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ này với con người, Thiên Chúa tạo dựng là một cộng đồng, chứ không phải là một cá thể riêng biệt. Và như vậy, khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của mình, không thể chúng ta tồn tại được nếu không có tha nhân hay không có anh chị em xung quanh. Và đó cũng là mấu chốt để chúng ta suy nghĩ đến việc tại sao chúng ta có gia đình, chúng ta có cộng đoàn, chúng ta có quốc gia, có dân tộc, vân vân. Điều kế tiếp để chúng ta thấy, ngoài việc tỉnh thức thì chúng ta phải có sự sẵn sàng. Sẵn sàng, khi nói sự sẵn sàng để làm gì? Tức là không phải chây ì, u mê, lười biếng, mà sự sẵn sàng này ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta mà thôi. Nếu trong gia đình của mình,
người chồng, người vợ hoặc con cái lúc nào cũng nằm chây ỉ ra đấy, không lo làm việc, không giúp việc nhà, không lo lắng tất cả những cái gì liên quan đến cuộc sống gia đình, liệu rằng chúng ta có cảm thấy ổn không? Chúng ta cảm thấy vui không? Cảm thấy hạnh phúc không? Cảm thấy bình an không? Cảm thấy tốt không trong gia đình mà có những con người như vậy? Vậy thì trong đời sống thiêng liêng cũng thế, sự sẵn sàng này đòi hỏi chúng ta nên nhớ, đang ở trong những tuần cuối cùng của chu kỳ năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta nghe lại những bản văn kinh thánh nói đến ngày cánh chung. Vào lúc con người đến, anh em sẽ không biết, vào giờ không ngờ. Và khi người đến thì anh em được gọi mời là luôn luôn phải sẵn sàng. Sẵn sàng để ra nghênh đón Ngài, nghênh đón Đức Kitô, nghênh đón để chúng ta có thể diện đối diện với Ngài. Và đồng thời chúng ta không hối tiếc. Ít nhất một lần con thưa lúc bấy giờ, ai mà thốt lên lời giá như tôi biết trước, giá như lúc bấy giờ, giá cũng không có gì cả, đỗ cũng không sao cả nhá. Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả những giây phút cuộc đời của chúng ta là một ân ban, nhưng đồng thời đó cũng là một trách nhiệm. Trách nhiệm để sẵn sàng ra nghênh đón Đức Kitô. Và sự sẵn sàng ấy, khi chúng ta bước theo Ngài, chúng ta không nối tiếc một chuyện chi hết, và chúng ta thấy hãnh diện vì là con của Thiên Chúa và là môn đệ của Ngài. Và để hãnh diện được thì đương nhiên chính trong đời sống thường ngày của chúng ta, chúng ta phải luôn tỉnh thức. Và sự tỉnh thức ấy sẽ giúp cho chúng ta có được sự sẵn sàng. Và nếu chúng ta thực hiện được điều này trong từng giây phút cuộc đời của mình, thì không phải đợi đến đời sau chúng ta mới thấy được hạnh phúc, nhưng ngay chính trong cuộc đời này chúng ta đã cảm nhận được hạnh phúc nước trời rồi. Và như vậy, không phải đợi đến ngày sau chúng ta mới có thể chiêm ngắm được những điều mà Thiên Chúa gọi là hứa ban, mà ngay ở đời này, như lời Chúa trong sách Khôn Ngoan chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, Đức Khôn Ngoan ấy chính là Thiên Chúa, và Ngài không chỉ ban cho chúng ta ở đời sau, mà ngay cả ở đời này Ngài đã ban rồi. Chúng ta có nhận ra hay không, và có biết ứng xử tốt hay không, có biết dùng sự khôn ngoan ấy một cách chu đáo hay không, đó chính là ở mỗi người chúng ta. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, để rồi chúng ta ra nghênh đón người vào lúc không ngờ, vào giờ không biết. Tất cả mọi sự sẵn sàng ấy sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ mà Ngài đã trao ban và hứa ban cho chúng ta ở sự sống muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, thân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh đặt cuộc đời chúng ta trên đường tiến về sự sống đời đời. Niềm hy vọng này làm cho cuộc sống chúng ta có một mục đích, một ý nghĩa, một giá trị lớn lao mang đầy sự sống vui tươi. Chúng ta ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin. Hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Xin cho các mục tử trong hội thánh sống đời cầu nguyện, tiết độ và yêu thương, để đời sống tỉnh thức, các ngài thắp sáng niềm hy vọng nước trời nơi tâm hồn dân Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Xin cho các văn nhân nghệ sĩ biết sử dụng tài năng Chúa ban để hướng lòng người về chân thiện mỹ, và chính họ cũng gặp được Thiên Chúa là chân lý vẹn toàn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giữa một thế giới đầy tăm tối và hỗn độn, xin cho các bạn trẻ công giáo biết luôn cậy nhờ Chúa Thánh Thần, để biết sống thế nào đúng thánh ý Chúa, biết tìm kiếm những giá trị trường tồn, và biết học hỏi những gì cần thiết cho phần rỗi đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đang các cô đi mua dầu thì chú rể đến. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến bằng đời sống cầu nguyện, chú toàn bổn phận hằng ngày và thực thi đức ái, để gặp được Chúa trong ngày quang lâm. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban hòa bình cho vùng Trung Đông và Ukraine. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã sai con Chúa đến để chuẩn bị nước trời cho chúng con. Xin cho chúng con trung thành thực thi ý Chúa, hết lòng yêu mến anh chị em, để ngày con Chúa quang lâm, người đưa chúng con vào hưởng hạnh phúc muôn đời, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và biết sống Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
những bất ngờ làm con ngất ngây. Có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra đầy thương mến. Ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày. Có những bất ngờ làm con hát vang. Có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Những tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến nỗi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày. Con hát
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin thông báo ở vắn tắt thôi. Thứ nhất là tuần tới và tuần tới nữa thì các em, các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ nghỉ học. Lý do các thầy cô sẽ đi tập huấn ở trên giáo phận. Và tuần kế tiếp, tức ngày 25 đó là Thanksgiving, cho nên các em cũng sẽ được nghỉ học tiếp. Các em sẽ quay trở lại vào đầu tháng 12 theo lại chương trình. Và kế đến là để chuẩn bị cho mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh, thì xin mời các em, quý phụ huynh có con em nhỏ đó, từ 6 tuổi đó, đến ghi danh để tập dâng hoa rồi làm các thiên thần đó cho diễn nguyện hoạt cảnh, thì xin liên lạc với văn phòng giáo xứ. Và ngoài ra thì như đã thông báo hơn một tháng nay, quý ông bà anh chị em nào có con em mà có ý hướng đi tu đó, thì xin giới thiệu và khuyến khích các em, đặc biệt các em nam trên 18 tuổi, đi come and see, để gọi là quan sát cũng như tìm hiểu cũng như sống thử ở trong môi trường nhà dòng. Thì xin liên lạc với quý cha, hoặc là ở đây có thầy Tú và thầy Nam, xin ghi danh sớm để có thể sắp xếp một cách thuận tiện cho các em. Ngoài ra, trong tháng này và tháng kế tiếp có rất nhiều ngày lễ, chương trình, xin quý ông bà, anh chị em vui lòng lấy bản tin giáo xứ để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn, và chúng ta sắp xếp thời gian để tham dự những ngày lễ cũng như những ngày sự kiện này trong giáo xứ chúng ta một cách trọn vẹn hơn. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bảo lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lang. Lạy Cha Thánh Trai Tìm Đức Chúa Giêsu.